Cây này cây sam hương nha các bạn. Nó có tí xíu rồi nha. Nó nhỏ hơn ngón tay cái tôi, nó cỡ ngón tay chỏ à. Cây này cái dòng mini, siêu mini mà. Thì chứ cái tàn này uống cũng cả năm á. Cái tàn này nó bự gần bằng cái cây xèo liền ra. Cây này nó cái chậu nè. Cái chậu này hồi xưa mình nhớ mình mua hình như 100 mấy mà lâu lắm rồi mình không nhớ giá nữa bạn ơi. Mấy năm rồi. Sam hương nha bạn. Dòng này dòng mini với bàn. Chứ nó cũng đẹp lắm, thân trực lắc đồng hoàng nha. Lắc nhìn nó, cây này nhìn được cái có duyên, mình người ta làm nhiều cây lắm mình lựa được con cây này à. Cái này. Còn nhiều cây mấy cây kia nhìn nó không có duyên. Cây này mốt lên cái ngọn rồi mình chừa lên cái ngọn rồi các bạn. Nó xíu nha mấy bạn. Nó cao chắc khoảng 10 12 13 cm gì hả. Còn cái chậu thì cao chắc cũng khoảng 10 khoảng đó. Này mình gửi luôn cái chậu nha các bạn. Chậu này bằng men. Tại cái chậu nó mà cái chậu hơn 100 mấy rồi. Cái cây này khoảng 100 ngàn nữa, tiền ship, trừ tiền ship ra cây này chắc khoảng 100 ngàn, 100, 120 gì quá. Nhưng mà cây này đẹp. Cây này thì nó dính với cái chậu này nên mắc hay mắc cái chậu chứ cây không nó cũng không mắc lắm. Cây không là khoảng 100 mấy mà, 100 mấy ngàn. Nên nói chung mình đi lấy cây mà cũng không có cây gì để bán luôn. Sam hương nha bạn. Cây này đẹp rồi. Già cây nữa mà sẹo cũng không có luôn. Cái này về mình làm tàn khoảng 1 năm mấy nữa là cái cây này đẹp luôn. Cái này nếu mà bạn lập tàn khoảng 1 năm mấy nữa là thành cây mini. Ai mà thích cái dòng mini, siêu mini luôn là cái này đẹp. Sam hương nha bạn.